À, em hơi nóng tính, tính thì hay quên, hơi chơi dơ với bạn thân, thì chơi dơ mà vẫn lầy. Ví dụ như giỡn với em thì em sẽ nhéo, nhéo mà bầm thì thôi. Dạng như em cười ra nước mắt là em lấy em xé cái chỗ bầm đó chứ. Trời ơi, em run run quá. Rồi em mà mở rào đây còn run hơn. Xin mời nhà trai. Rồi, chào bạn trai. Ngồi đi em. Xin mời nhà gái. À, chào em. Rồi bây giờ mời bạn trai giới thiệu mình cho bên kia nghe luôn nha. Đầu tiên xin kính chào chương trình, chào quý vị khán giả, anh Quyền Ninh, chị Hồng Vân, bạn bên đấy. Em tên Phạm An Toàn, em đến từ Nam Định. Năm nay em 30 tuổi, em đang là kỹ sư xây dựng. Kỹ sư xây dựng ở đâu em? Hiện tại em đang làm ở 57 Phan Đăng Lưu. Tức là thành phố Hồ Chí Minh đúng không? Dạ vâng ạ. Còn em nè, em giới thiệu về mình đi. Dạ em tên Cao Thị Thúy Ngân, em đến từ Bình Định, em làm nhân viên kinh doanh ở quận 12 gần đây luôn ạ. Bây giờ em nói cho chị biết cái ưu điểm và nhược điểm của em coi nào. Ưu điểm của em thì em cũng vui vẻ, thích con nít, yêu động vật, thích đi phượt, với lại thích đi những cái chương trình thiện nguyện. Nhược điểm thì em hơi nóng tính, tính thì hay quên, hơi chơi dơ với bạn thân, chị chơi dơ mà vẫn lầy. Ví dụ như giỡn với em thì em sẽ nhéo, nhéo mà bầm thì thôi. Thì cái đó em... là giỡn lầy đó. Dạ. Còn chơi dơ là sao? Nói chung là em lấy nước mắt này kia, dạng như em cười ra nước mắt là em lấy em té cái chỗ bầm đó chứ. Trời ơi, vậy là vui thôi. Nhiều khi mình nói chơi dơ người ta không biết, ta nghĩ là nó nặng lắm, không có đâu. Đó là vui nhẹ nhàng thôi nha em gái. Dạ. Bạn trai, ưu điểm, khuyết điểm gì? Ưu điểm của em thì em biết dọn dẹp việc nhà, nấu cơm nước gì đấy. Rồi em nói nhỏ tới mức mà chị phải qua đây, chị nghe đây nè. Em run run quá. Rồi em mà mở rào đây em còn run hơn. Rồi khuyết điểm là gì? Khuyết điểm của em hơi nhây. Rồi giống nhau, nhây hai người. Yên tâm, bên kia cũng... cũng nhây với lại lì như vậy. Hợp đúng không? Nhây nhau được rồi. Đường tình em... duyên sao? Trước giờ thì em cũng chỉ có 3 mối tình thôi. Một mối tình thì thời đấy xỉu nhi quá. Cái mối tình thứ hai thì nó cũng ngắn ngắn thôi, hơn năm thôi. Còn mối tình cuối cùng cách đây khoảng 4-5 năm á, quen được khoảng 2 năm rưỡi. Cái lý do mà em chia tay là gì? Em là dân xây dựng, đi công trình nhiều á, ít thời gian để bên cạnh và chia sẻ, hai đứa xa nữa. Chứ không phải là em đào hoa hả? Em đào hoa thì em đâu có ế đến bây giờ. Nghĩa là ngày hôm nay em đến đây em có nghĩ là em sẽ gặp được một cái nửa chính xác của mình không? Em hy vọng như thế, còn cái suy nghĩ của em bây giờ mông lung quá, không hình dung được bạn ấy như thế nào. Nhưng mà em có cái mẫu người lý tưởng không? Có chứ ạ. Ví dụ? Nếu giống ai thì đấy là của người ta rồi. Rồi em suy nghĩ đơn giản lắm, mà đơn giản không biết. Mà không biết ai? Cũng là phức tạp lắm nữa. Tháng cả một vòng vậy trời. Xinh gái đấy. Sao đẹp vậy? Mà tại sao lại ế? À đúng đó. Thứ nhất là cái môi trường làm việc của em ít bằng nam, hoặc là nam có vợ hết rồi chị. Em dạ. Có mấy mối tình rồi? Dạ em trải qua 3 mối tình rồi. 3 luôn hả? Dạ. Mối tình đầu tiên thì em kéo dài được 4 năm thì em yêu xa. Và mối tình thứ hai thì em được mẹ của anh đó làm mai cho em vài tháng ạ. Mối tình thứ ba thì em với dạng như cũng tìm hiểu sơ sơ vài tháng. Vậy cũng chưa có gì sâu sắc lắm. Lý do gì mà dạ, chia tay? Dạ cái mối tình thứ hai là em sau này em mới nghe cái chị bạn của anh đó nói là dạng như là chỉ bảo là em nạt anh đó, mà em cũng biết em nạt gì luôn. Bởi đừng có qua người thứ ba mệt đó. Tôi thấy đàn gái tôi chịu lắm rồi đó. Tôi cũng chịu đàn trai mà. Trai cũng nhưng mà bên kia có mong muốn người mẫu lý tưởng của mình thế nào không? Dạ người mẫu của em thì cao khoảng 1m68 trở lên là được rồi. Tròn tròn bóng biển như anh Quyền Linh, nhưng mà đừng có đen như anh Quyền Linh. Chết rồi. Tại vì em đen rồi mà gặp bạn đó đen. Em mà đen cái gì? Trời em mà đen ai trắng trời. Trời đất. Lỡ bạn em đen nữa anh đẻ đen con là mồi. Đen. Mà dân công trình á là ai cũng đen hết nha. Đúng rồi. Dạ thì em mong muốn là lắng nghe, quan tâm, nhường nhịn nhau. Để hiền lắm không? Bây giờ không nói tiếng nào nói nhỏ nhẹ. Gây lộn chắc muốn nghe đâu. Em đã chuẩn bị đầy đủ gọi là những cái nền tảng tối thiểu để mà mình lập gia đình. Em đã chuẩn bị cái gì rồi? Tại chị nhìn này nè, chị mới hỏi em đó. Em có căn nhà mơ ước giống vậy chưa? Em đang dự định tương lai sẽ có. Có khả năng là mình sẽ tự thiết kế thôi. Còn hiện giờ là em đang ở đâu? Tại công trình luôn ạ. Bây giờ mình cứ đi theo công trình rồi công trình ở đâu mình sẽ ở đó. Giờ em xác định là sẽ lập nghiệp ở Sài Gòn thôi. Công trình chỗ nào mình sẽ có mặt chỗ đó? Dạ đúng rồi, làm đẹp cho đời mà chị. Cỏ nó tốt tươi quá, em đến em làm xây những ngôi nhà đẹp. Sau đó em đi thôi. Em nhớ cái chi tiết đấy nhé. Rồi xong tí em hỏi xem là nếu mà có quen nhau thì chúng ta sẽ như thế nào, có kế hoạch như thế nào nhé. Dạ.
Em gái đi với ai? Dạ em đi với hai bạn của em ạ. Em xin chào anh Quyền Linh, chị Hồng Vân và tất cả mọi người ở trường quay. Em là Trang, bạn của Ngân. Em có nhận xét về bạn bên trai là nói chung cùng nhìn cũng được, vui vẻ. Dạ, thấy hai người hợp không? Dạ cũng hợp ạ. Rồi cảm ơn em. Dạ. Em trai đi với ai? Dạ, em đi với em trai và một cô em đồng nghiệp. Dạ em xin chào anh Quyền Linh, xin chào chị Hồng Vân và dạ, xin chào chị ạ. Em thấy chị bên này thì cũng ok anh. Em mà ngồi như anh kia thì em cũng bấm nút à. Mày có vợ rồi đấy, cẩn thận đấy. Em thấy anh chị nên trao nhau cơ hội, hai người rất hợp ạ. Bạn em chỉ ừ, nói là ý là nói em phải bấm nút đó. Ồ, hiểu không? Cảm ơn em trai. Ừ. Em nhắc bài rồi đó. Trai có tật xấu gì không? Đâu nào, đừng hỏi, hỏi chi nãy hỏi rồi. Tật xấu của em là ăn như lợn mà ngủ như heo. Anh em còn tật xấu gì nữa không? Dạ cũng chỉ có đấy thôi ạ. Với lại có uống ít rượu bia nên là có hút thuốc lá đấy ạ. Nhưng mà anh em nấu ăn rất ngon đấy ạ. Rồi bây giờ mở rào cho hai bạn gặp mặt nha. Mở rào. Thời gian của em đó. Dạ vâng. Anh có món quà tặng em. Dạ, hy vọng là anh sau này nó sẽ là cái nhà thật mà có em trong đấy. Dạ em cảm ơn. Dạ em rất là thích xương rồng nên em tặng anh xương rồng và em muốn dạng như anh sẽ mạnh mẽ vượt qua mọi khó khăn trong công việc cũng như cuộc sống như cây xương rồng này ạ. Cảm ơn em, anh cũng thích xương rồng. Em nhìn thấy anh thì em cảm nhận thế nào? Dạ em thấy anh thì cũng hiền. Mà không biết sau này có hiền không thì không biết. Hiền hay không thì em cứ khám phá đi. Còn tính của anh là anh không thích cãi nhau. Thế anh nói chuyện hơi nhỏ. Anh nhỏ là tại vì anh nhìn thấy em anh run quá. Dạ, tại vì hồi nãy giờ cũng có nhiều cái mà không có nghe được thiệt. Nhỏ quá. Anh cố gắng nhưng mà thật sự nhìn thấy em á, anh thấy hơi run. Dạ, tại thì em nghĩ mình công trình này kia thì mình cũng nói chuyện mạnh mẽ lớn tiếng hơn xíu. Ở ngoài công trình thì quen hết rồi nhưng mà giờ sao lại quen hết được khi gặp một người dễ thương như em. Dạ anh Trung ạ. Bây giờ hát bài cho lớn là... cho bạn gái nghe đi. Nếu mà em hát á thì ngày mai em không phải mua trứng để ăn sáng rồi. Em không hát được, em biết làm thơ không? Còn thơ hơn cóc, thơ của mấy anh em xây dựng rồi. Bởi anh là trai xây dựng, cuộc đời chỉ gắn bó với xi măng và những đêm dài bê tông trực chiến. Có nghĩa là những sẽ vắng nhà quanh năm. Những ngày lễ em sẽ cô đơn một mình. Hãy hiểu cho anh, bởi anh là trai xây dựng. À, là đọc rồi đó phải không? Dạ, đấy. Tôi tưởng nãy giờ ông phân trần bằng văn xuôi với cổ không à? Em giọng toàn đều đều vậy đó. Anh cho em hỏi là ví dụ sau này thì anh có dự định gì về tương lai không ạ? Ví dụ như là anh lập nghiệp trong này rồi xây dựng gia đình rồi ví dụ mình sẽ xây nhà ở riêng hay là về quê hay là như thế nào ạ? Cái dự định của anh là anh sẽ lập nghiệp trong đây. Nếu mà có thể kết hợp nhau thì anh sẽ cố gắng hai đứa kiếm một cái nhà ở đấy để mình ở. Em cười dạ, làm anh dạ, vui tức vui là em muốn hỏi anh là dạng như anh sau này dạng như anh có thể làm công việc dạng như cố định á, cố định không có đi nhiều á, tại vì thường em thấy công trình thì có thể là mình đi trong thành phố nhưng mà cũng có thể đi tỉnh rất là xa. Công việc của anh mà cái mơ ước anh chọn rồi á thì nhiều khi nó cũng sẽ nay đây mai đó thôi. Cái thời gian để dành cho gia đình anh sẽ cố gắng sắp xếp thôi, cố gắng hiểu anh cái. Em có ghen không? Dạ em thì lúc ghen thì cũng ghen dữ lắm mà lúc không thèm ghen luôn anh. Không, lúc ghen thì ok, còn lúc không thèm ghen là biết là mình như nào đấy, dầm cầu chuẩn bị. Dạ không, nhiều khi đâu có phải là không ghen là không yêu đâu anh. Anh đâu nói gì đâu, dạ, ý nói là đã ghen xong rồi á. Xong đến lúc mà hết ghen rồi là nó khác rồi. Dạ dạ đúng rồi. Tan hoang cửa nhà đó. Rồi chán nhau rồi không còn buồn ghen nữa. Dạ. Anh thì anh tính của anh không thích cãi nhau. Nên mỗi lần có mà cãi nhau á, thông cảm cho anh khi anh bỏ đi. Nó là bình tĩnh nói chuyện. Dạ. Đấy, tính của anh là như thế. Tại vì cái công việc của em thì hiện tại thì thật sự là chưa có ổn định. Có thể là công việc của anh ổn định nhưng mà dạng như anh đi lại nhiều quá thì em cũng không thích lắm. Với lại em cũng muốn có thể là khi mà mình có thể sau này có thể xây dựng một em thích kinh doanh. Nên thành ra em muốn dạng như sau này mình sẽ kinh doanh một cái mảng gì đó về làm đẹp. Thì em muốn anh sẽ hỗ trợ em, còn anh đi nhiều quá thì em nghĩ khó có thể hỗ trợ được ạ. Kinh doanh anh cũng thích nhưng mà tại vì cái ngành mà anh đang chọn ấy, này anh yêu nó hơn.
Nên là nếu như sau này á mà cần sự em cần cái sự giúp đỡ của anh á thì lúc đấy có thể anh sẽ ở bên cạnh em. À dạ không, cái ý của em á là dạng như anh vẫn làm cái nghề của anh nhưng mà anh có thể ở gần để anh hỗ trợ về tinh thần này kia với em, không có phải là anh phải làm chung với cái ngành của em. À, cái đấy thì anh sẽ cố gắng. Em phải chứng minh bây giờ làm sao để tạo niềm tin cô gái ấy nãy giờ cũng đang lo lắng đó, cái điều đó đúng. Dạ. Không có một người phụ nữ nào muốn chồng mình ngày đêm đi hoài không biết đi đâu hết trơn. Tại vì ví dụ như em kinh doanh thì anh cứ đi hoài, nhiều khi em bị vấn đề gì đó em đâu chia sẻ được với anh trực tiếp đâu. Nên thành ra em cần sự hỗ trợ về tinh thần là nhiều hơn. Thì anh ở kế bên thì sẽ hỗ trợ được nhiều hơn. Chứ còn anh ở xa quá nhiều khi cũng không có chia sẻ được nhiều. Dạ. Thật ra nếu mà anh ở xa ấy, chỉ cần em nói cần anh thôi, anh sẽ xuất hiện. Không, cái đấy làm được. Là khi mà em kêu tên anh là anh xuất hiện liền luôn hả? Đúng rồi. Giờ nói được mà chừng đó không biết làm được không à? Anh nào anh nói thì anh nói được, anh làm được nhưng mà khoảng 80% thôi. Là kêu không phải là Bụt ơi là Bụt xuất hiện, mà phải 3 tiếng sau hoặc là 3 ngày sau Bụt sẽ xuất hiện. Nhiều khi Bụt đang ở xa đó. Con trai con gái quan điểm. Theo anh thì ví dụ như trai gái thì anh thích trai hay gái hơn? Con nào cũng là con. Em sinh mà anh có sinh đâu. Tùy em. Miễn sao sau này lớn lên nó yêu thương anh thôi, đừng yêu thương em. Dạ. Nhưng mà em cũng hay bệnh lặt vặt. Ví dụ như em bệnh thì anh ở xa quá, ví dụ em gọi anh về không kịp thì đâu có ai cạnh em đâu. Nếu em ở Sài Gòn này thì có thằng chú anh mà. Có chú bác. À, nhưng mà em trai anh nhé. Dạ, nhưng mà nhiều khi ví dụ như lúc đó thì em cần anh hơn sao? Anh nói em là lúc em cần anh sẽ cố gắng để xuất hiện trong thời gian nhanh nhất. Toàn hãy nói một câu gì đó để chứng minh mình sẽ là một chỗ dựa rất gần với người thân yêu của mình. Tại vì em cần anh phải có lập trường. Đúng. Dạ, lập trường phải vững. Tại vì em đã từng chia tay bạn trai không có lập trường. Và cuối cùng anh muốn nói là gì? Nếu có thể thì hãy cho nhau một cơ hội để tìm hiểu nhau. Hãy quyết liệt lên Toàn. Giờ anh có nói hoa mỹ đến đâu á, em cũng chỉ nghe thôi, nhưng em không thấy. Anh không muốn nói nhiều. Không phải cần hoa mỹ, nhưng chúng ta phải cần nói cho người đối diện người ta tin mình, em hiểu không? Em cứ chờ chứng minh, chờ biết chừng nào. Thôi, anh mạnh mẽ lên luôn. Anh để tay nút bấm đi. Bấm là chúng ta phải có trách nhiệm với tất cả những gì chúng ta nói. 3, 2, 3, 1. Hết thời gian. Bạn gái không bấm. Dạ, em xin lỗi anh, tại vì em cần người có lập trường với lại phải mạnh mẽ một xíu. Toàn cũng rất là chân thành. Dạ. Nhưng mà em thiếu cái quyết liệt trong bất kỳ một cái điều gì. Nếu như mình làm việc hay gì đó mà mình thiếu quyết liệt á thì đối phương cũng cảm nhận là hình như anh chưa có quyết chí gì đó. Đúng không? À, Vina Cacao xin gửi tặng hai bạn hộp cacao đa vị uống liền Vita Dairy do Vina Cacao sản xuất. Vita Dairy xin chúc hai bạn sớm tìm được tình yêu ngọt ngào như từng giọt yêu thương Vita Dairy. Cho dù các bạn không bấm nút ngày hôm nay nhưng các bạn vẫn nhận được một phần quà của nhãn hàng Amity. Đó là một bộ sản phẩm tròn gói nước lau sàn, nước giặt xả, nước rửa tay, nước rửa chén. Nhãn hàng Amity sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Gửi tặng bạn nữ phần quà là son Yurika Nhật Bản sản xuất tại Hàn Quốc đến từ Love Shopping. Yurika là dòng son lì làm từ sáp ong, chứa nhiều dưỡng chất mềm mịn, không chứa chì, không gây khô môi, bền màu và lên màu chuẩn. Dạ, em cảm ơn ạ. Phần quà dành cho mỗi bạn là một nồi cơm điện với trị giá là 350.000 đồng của thương hiệu Akino, sản phẩm công nghệ cho gia đình Việt. Chúc các bạn sớm tìm được người yêu thương của mình nha. Rất tiếc, chiếc Smart TV 40 inch trị giá 6.990.000 đồng vẫn chưa có chủ nhân. Thôi, rất tiếc. Bạn nào cũng dễ thương cả, nhưng bởi vì họ chưa hiểu nhau lắm. Có thể họ chưa gọi là đồng quan điểm với nhau. Chúng tôi hy vọng rằng họ sẽ sớm tìm một nửa yêu thương của mình.